À, tiếp theo là hướng dẫn cái câu 28. Tìm là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của cái hàm số sau đây. À, thì đối với cái bài này đó, thì đầu tiên đó, các em phải phải đặt ẩn phụ. Xin lỗi, đầu tiên là tập tập xác định chứ. Thì cái điều kiện để cho cái hàm này nó xác định đó là cái thằng 3 cộng x này đó, nó phải lớn bằng 0 nè. Và thằng 6 trừ x này đó nó cũng phải lớn bằng 0. Và hai cái bất này mình giải ra, hai cái bất phương trình này mình giải ra thì được là x lớn hơn bằng trừ 3 và x bé hơn bằng 6. Vậy thì suy ra cái tập xác định đó là nó chính là cái đoạn từ trừ 3 đến 6. Sau đó thì mình đặt ẩn phụ. Chỗ này là mình sẽ đặt t bằng cái căn bậc 2 của 3 cộng x cộng cho 6 trừ x, căn bậc 2 của 6 trừ x. Lý do tại sao mình đặt t bằng cái này đó, thì ở đây đó là mình thấy là khi mà mình bình phương t lên đó, mình bình phương t lên thì mình sẽ thấy là nó sẽ bằng 9 cộng cho hai lần cái căn này, thấy không? Cho nên cái căn này mình sẽ tính theo được theo t. Vậy thì cái hàm này mình sẽ đưa về một cái hàm theo t đó. Nhưng mà trước tiên đó là mình sẽ tìm cái giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của t trước, thấy không? Thì với cái x mà nó nằm ở trong cái đoạn này đó, thì cái t nó nằm ở trong cái đoạn nào đó, thì mình khảo sát cái hàm t này thì ta có cái t phẩy x nè, t phẩy x đạo hàm cái đó 3 cộng x rồi trừ cho hai lần thiếu số 2 đó 6 trừ x. Như vậy rõ ràng nếu mà t t phẩy x này nó bằng không á, thì có nghĩa là hai cái căn bậc 2 này nó bằng nhau. Mà hai căn này bậc 2 này bằng nhau có nghĩa là gì? Có nghĩa là 3 cộng x, 3 cộng x ha, 3 cộng x nó bằng 6 trừ x. Và giải cái này ra thì mình sẽ được là x bằng mấy? X bằng 3 phần 2 thôi. Chuyển qua mình được 2, x bằng 2. Đấy. Thì bây giờ do mình xét cái hàm t này là trong cái đoạn từ trừ 3 đến 6, cho nên ở đây là mình sẽ tính cái giá trị của t mà tại điểm x bằng trừ 3. T tại điểm x bằng trừ 3 thì cái chỗ này bằng 0, chỗ này là 6 trừ cho trừ 3, tức là 6 cộng 3 là 9, thì cái này nó sẽ bằng 3, căn bậc 2 của 9 bằng 3. Và nếu mà t bằng trừ 6, t bằng trừ 6, xin lỗi, t bằng 6 á, thế vô đây thì cái chỗ này nó cũng bằng 3, chỗ này bằng 0, nghĩa là này nó bằng t6 luôn. Còn cái t mà bằng t của chỗ mức là 3 phần 2 đó, 3 phần 2 tức là tại điểm này nè, thì mình tính cho coi nó là bao nhiêu. Thì chỗ này em sử dụng máy tính bấm này, tức là căn bậc 2 nè của 3 cộng x cộng cho căn bậc 2 của 6 trừ x, còn x bằng 3 phần 2. Bấm 3 chia 2 cũng được ha. Thì này nó sẽ bằng 3 căn 2. 3 căn 2. Như vậy thì rõ ràng đó, giá trị lớn nhất của t á là bằng 3 căn 2 và nhỏ nhất là bằng 3. Vậy thì có nghĩa là cái t này nó sẽ thuộc cái đoạn từ 3 đến 3 căn 2. Đó. Tiếp theo, khi mà mình đặt t như thế này đó thì mình sẽ tính cái căn bậc 2 của cái tích hai căn bậc 2 này nè, tích hai căn bậc 2 này theo t đó. Thì với t mình đặt như thế này đó thì mình sẽ có cái t bình phương. T bình phương thì nó sẽ bằng là cái căn này bình phương cộng cái căn này bình phương. Và căn này bình phương á, cái căn chỗ này bình phương á là nó bằng 3 cộng x. Chỗ này căn này bình phương á là nó sẽ bằng bằng 6 trừ x, mà 3 cộng x cộng cho 6 trừ x thì nó còn 9. 9 và cộng cho hai lần cái căn bậc 2 của hai 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 cái căn bậc 2 này nhân nhau. Nhưng mà căn bậc 2 của tích thì nó bằng tích cái căn bậc 2 đúng không? 3 cộng x 6 trừ x. Tức là nó sẽ có cái biểu thức căn bậc 2 của 3 cộng x nhân 6 trừ x này. Khi mình chuyển giấy qua mình sẽ được là căn bậc 2 của 3 cộng x nhân cho 6 trừ x. Cái này là mình chuyển giấy qua thì nó là t bình phương trừ 9, t bình phương trừ 9, t bình phương trừ 9 tất cả chia 2, t bình phương trừ cho 9 tất cả chia cho 2.
Như vậy thì cái hàm số đã cho trở thành gì? Hàm số trở thành một cái hàm theo t. Khi mình đặt như thế thì hàm số trở thành một cái hàm theo t như sau. Thì hai cái căn này nè, cái hàm này đó, chỗ cái, thì mình cái căn này, hai cái căn này cộng nhau thì t nè, còn cái chỗ này thì mình thay bằng t phương trừ 9 chia 2. Vậy thì y nó sẽ là một cái hàm theo t. Y lúc này nó sẽ bằng là t cộng cho xin lỗi, trừ cho trừ cho t bình phương trừ 9 cái chia cho 2. Và t mình đó là nó sẽ thuộc cái đoạn từ 3 đến là 3 căn 2, thuộc cái đoạn này. Và lúc này mình sẽ trở bài toán trở về tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của cái hàm y theo t, và t thuộc cái đoạn này. Thì bây giờ mình lại tiếp tục là đạo hàm. Cái hàm này đạo hàm theo biến t nha, thì nó bằng 1. Còn chỗ này là t bình phương thì đạo hàm là 2t, 2t mà chia 2 thì nó còn t. 9 thì đạo hàm bằng 0 rồi. Vậy thì chỗ này đạo hàm còn t, phía trước có dấu trừ, gì là trừ t. Trừ t. Và nếu mà mình cho thằng này bằng 0 nữa thì tương đương t bằng 1. T bằng 1. Và t bằng 1 đó thì nó không thuộc cái đoạn mình đang xét này, cho nên là mình loại đi. Vậy thì để tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của cái hàm này đó, trên đoạn 3 đến 3 căn 2 đó, thì mình chỉ tính giá trị của hàm số tại điểm bằng 3, t bằng 3. Đấy, thì lúc này mình sẽ nhập một cái hàm theo t. Hàm theo t. Rồi, mình con cái t bằng 3. Thì cái này giá trị nó bằng 3 luôn. Rồi, tất nhiên em nào tính nhẩm được thì tính ha. Và y tại cái điểm là 3 căn 2. 3 căn 2. Thì nó sẽ bằng là 9 9 trừ 9 cộng 6 căn 2. Thì 9 cộng 6 căn 2 chia cho 2. Thì cái này thật ra nó chính là trừ 9 phần 2 đó, và cộng cho 3 căn 2 đó. Và cái số này là số nhỏ, cái này chính là min, đây là min nè. Còn số này là số lớn, cái này là chính, cái này chính là max. Như vậy thì giá trị lớn nhất của thằng y này, của thằng y này nó chính là 3, và giá trị nhỏ nhất của nó chính là 3 căn 2 trừ 9 phần 2. Vậy thì đáp án cái này của mình là đáp án C.